Sao nha Nhi ơi? Trong phim ăn mỗi miếng thôi mà. Thôi Sơn. Thế được rồi em ạ. Vâng, thưa quý vị, đó là Thanh Sơn và Khả Ngân. Thật ra là anh vui vì được ăn mì, chứ không phải là vui khi mà mình xếp xém chẹm chẳng. Thực ra là ngày hôm nay mọi thứ thì mọi người đã nhìn thấy trên phim rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay đến với cuộc hẹn cuối tuần thì em muốn khán giả nhìn thấy được nhiều thứ hơn nữa. Thì bản thân em nghĩ là Tuệ Nhi sau khi cắt máy thì vẫn ngồi đây ăn tiếp. Đoạn sau đấy cảm hứng của em là đoạn sau đúng không? Vâng, thưa quý vị, 11 tháng 5 ngày, bộ phim mà rất nhiều khán giả yêu thích như ngày hôm nay trong trường quay của cuộc hẹn cuối tuần, đó là một phân cảnh thật là đặc biệt. Và quý vị cũng thấy được rằng trong mỗi đoạn cảm xúc của bộ phim 11 tháng 5 ngày thì âm nhạc luôn luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Và ngày hôm nay có một ca khúc đã được thể hiện trong bộ phim 11 tháng 5 ngày. Nhưng quý vị hãy lắng nghe và đoán xem ở trong phân đoạn nào. Mời quý vị cùng thưởng thức. Đành mặc
còn duyên dẫn đã từng lời đã hứa nay chẳng thể sớm nữa đành phải nhờ người khác gánh vác chúng ta sau này sẽ có tất cả chỉ tiếc rằng không thể